Hôm nay giới thiệu với các bạn một cái chuồng cọp lan. Chuồng cọp lan và cái cây của anh vườn của anh Trịnh Toàn đúng không? Đấy. Đây là một cái cây hồng yên thủy này. Đấy. Hồng yên thủy. Nói thật sự là hôm nay mới là tôi thì cũng mới biết đến lan thôi, hôm nay mới nhìn trực tiếp cây hồng yên thủy, nhưng mà hôm nay có duyên hơi kém là vì nó hơi bị hoa hơi có dấu hiệu tàn rồi đúng không? Đúng rồi, cái này nở được hơn chục hôm rồi, gần nửa tháng. Nửa tháng. Cái hoa này là mình kích đúng không? Hoa kích anh ạ, Hoa hoa kích. kích mà nở lần thứ hai trong năm. À, trước là đã nở lần rồi. Vâng. À, kích trong là kỳ khoét Kỳ rồi. lúc một hai tuần hơn tuần trước là đây là 14 cái kỳ to. À, thế Đây à? đây đây vừa mới tách ra nốt Tách đây ra này. đây, à tách ra đây, Đấy. 14 kia đây. Hồng yên thủy đây. Hồng yên thủy. Bây giờ thì hồng nói chung là các cái dòng hàng van này nó cũng đều giảm nhiệt rồi đúng không? Thế bây giờ cái hồng yên thủy này còn giá thế, bây giờ còn còn khoảng bao nhiêu? Giá kỳ thì nó rơi dao động ở khoảng từ 3 triệu đến 3 triệu đến 4 triệu một sen À, kỳ anh ạ. kỳ à? Thế thì ví dụ như cái này khoảng 10 sen này, đúng không? Vâng. Cái đấy khoảng độ 35 triệu. 35 triệu. Cái này hơn này, cái này khoảng 12 13 sen. Cái đấy 15 sen anh ạ. 15 sen. Thế thì cũng vẫn còn ổn phết đấy chứ. Trông cái chỗ mà chỗ này khoảng độ Chỗ này thì có mấy chục loại nhỉ, mấy anh chục ạ? mét vuông. 30 mét vuông. 30 mét vuông, nhưng mà 30 mét vuông mà nhân toàn cái treo treo này thôi mà cũng ra một đống tiền đấy nhỉ. Cây này thì đã trồng lâu chưa anh? Cây này là bọn em cũng 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 mua về được một năm anh ạ. Một năm. Dạ, mua về một năm thì lúc mình mua về thì tổng nó mới có gần 2 mét cả mầm gốc lẫn cả thân hoa. Lúc mua về là nó đã nở hoa đầu ngọn rồi rồi anh ạ. Vâng, sau khi mình kích kỳ hết hoa, mình kích kỳ nuôi kỳ xong thì vừa rồi kích tiếp thì nó lại ra hoa được 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 hoa đợt hai này, rất rất là thích vì nó lại trái vụ rất Rồi là bây đẹp. giờ phi điệp thì hết mùa lâu rồi. Dạ. Bây giờ cây này thì cũng phải thành ra cũng phải 3-4 mét đấy nhỉ? Nó khoảng Vâng, 4 mét cơ cây chứ. này tổng xích sắt 4 mét anh ạ, 4 không mét. tính thân già. Thế thì cái bây giờ mà nếu mà cái hàng mà nó đã trưởng thành như này rồi thì bây giờ còn khoảng bao tiền sen? Hàng đã trưởng thành thì nó dao động vào khoảng từ 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 sen. Ồ, thế cũng giò này cũng nhiều tiền lắm nhỉ. Vâng, giờ này thì cũng không nhiều lắm. Không hiểu lắm ha. Nói chung mà đưa lên là nhiều bà con chửi lắm. À, nhiều bà con Nói chung là cái đấy à, quyền kiểu tự do mỗi thì người. quyền tự do ai chửi cứ chửi thôi, còn người nào chơi cứ chơi, người nào làm kinh tế cứ làm kinh tế thôi, tự do cá nhân mà. Đấy, nhưng mà thường ấy là có những người đôi khi chửi chỉ vì không có tiền thôi. Nói thế bà con lại chửi mình, bảo vì khinh thường bà con, nhưng mà mọi người, nhưng mà thực ra thì không phải khinh thường gì cả. À, tóm lại là chuyện cá nhân, có những người người ta bán cả xe ô tô đi để người ta mua cây lan thì cái việc của người ta thôi, đúng không? Cái này thì giá thể là cái gì đây Giá thể thì ở dưới là có vỏ thông anh ạ, anh? xốp vỏ thông và rêu trắng anh ạ, có dơn trắng anh ạ, Dân trắng. và đấy dơn trắng này mình chỉ Đây. giữ ẩm thôi, Dễ lên rất là rễ tốt rất này. là đẹp anh ạ. Dễ đẹp lắm. Vâng. Phân thiết hình như nào anh? Có gì đặc biệt không? Phân thì mình dùng cái phân tan chậm dùng nhẹ nhẹ anh ạ, còn cho ăn phân bón lá hỗ trợ thêm. Cái này thấy xung quanh cũng phải lắp quạt hút gió này đúng không? Vâng. Quạt hút gió này. Nhưng hôm oi bức trang bị gì cái cây này nghe nó hơi yếu này. Vâng. Cây nó ít dễ mới tách. Cái dòng đấy nó cũng cũng không được Dòng khỏe. này À. thì phải hỗ trợ Đấy cho là nó cây hồng mỹ cây nhân. mỹ nhân. Hồng mỹ nhân Cây à? mỹ nhân.
Thảo nào nhìn nó cứ nả nước. Đây là cây hồng mỹ nhân anh ạ. Đây cây mẹ đây. Cây mẹ đây, mới sai chẳng đây. Kỳ đây có kỳ của nó màu nó cũng khác, những màu khác. Còn đây đây là cây triệu đô anh ạ. Hồng triệu đô. Hồng triệu đô. Vâng. Cây hồng triệu đô này đã hoa nở tại vườn hết. À. Hồng triệu đô. Cây mẹ rất là mẹ gì đây ạ? Đâu ạ? Cây mẹ đây. À, cây này với cây gọi là cây hồng triệu đô đây. Nhưng mà hồng triệu đô thì bán giá bao nhiêu? Tầm lũ khoảng 10 triệu sen. À, 10 triệu sen. Wow. Thế cây này thì cũng phải tầm khoảng gần 2 mét rồi. Nó tầm hơn mét đấy. Tầm phải tầm mét rưỡi. Mét rưỡi mà nhân với 10 triệu một sen. Wow. Cái tiền tỷ ấy hả? Kinh nhỉ? Đưa lên bà con tha hồ chửi. Cho bà con chửi cho sướng. Hồng triệu đô. Cái này nó xuất xứ ở đâu anh? Xuất xứ nếu mà đúng chuẩn của nó là ngày xưa là xuất xứ hàng Campuchia, nhưng khai thác hàng rừng về. À, Campuchia khai thác rừng về. Cái này thân nó cũng mảnh khảnh nhỉ? Vâng, thân nó nhỏ. Đấy. Nó căm này thì nó nhỏ. À, thân mảnh khảnh. Thế còn cây bên này là cây gì mà thân thủ đẹp này? Cây Hà Tĩnh, năm cánh trắng Hà Tĩnh. Năm cánh trắng Hà Tĩnh. Cái này cũng phải hai mối thân, một thân hơn mét rồi. Thân mét này. Vâng. Kỳ này. Hà Tĩnh thì bây giờ bao tiền kỳ anh? Kỳ thì nó rẻ mà nó tầm 10 triệu một kỳ. À. Vâng. 10 triệu thì cũng bình thường, nhưng vâng, thấy cũng đâu có rẻ đâu. Đây là cây HO. HO. Cây chậu bên kia một cây rất là quý. À, cái này hả? Vâng. À, cái này là cây gì? Đấy là năm cánh trắng phủ trì. Phủ trì á? Vâng. Phủ trì tại đất Thái Nguyên. À. Vâng. Phủ trì Thái Nguyên. Cái này đang có ba thân cho đẻ siêu thế nhỉ? Cho đẻ nối kiểu gì mà siêu thế? Mà thân lại còn thân nối khi còn to hơn cả thân chính. Thân thủ rất tuyệt vời. Cái này có hoa chưa anh? Có hoa lửa tại vườn rồi. Lửa hoa tại vườn rồi. Mang đi hội đợt hội Đông Na, lửa à, hội Đông Na. Lửa đúng hội Đông Na. Vâng. À, đúng ngày hội mà có bông mày mang đi thì nhất rồi. Vâng. Cái này thì bây giờ chắc là giá thị trường sao anh? Nó cũng tầm khoảng 5-6 triệu một xe. 5-6 triệu một xe. Vâng. Thế thì chỗ này đúng là một cái 30 mét vuông mà cũng nhiều tỷ đây. Đấy, chỉ có một cái chậu kia thôi mà đã tiền tỷ rồi. Đấy, chậu này nữa. Còn chậu nào mà đắt nhất ở đây, chậu nào đâu anh ạ? Tương xứng thì có hai chậu này đắt. Hai chậu này đắt nhất à? Chậu này là năm cánh trắng phủ trì, chậu hồng yên thủy này, và chậu hồng triệu đô. Đấy, là ba giò lớn nhất trong vườn. Đấy, thế này thì... có khi anh chả dám đi đâu khỏi vườn đâu nhỉ? Nói chung là lúc nào vườn có người. Lúc nào vườn có người. Mặc dù tôi thấy là có tới 1, 2, 2 camera chéo hai góc. Nhưng mà tôi cam đoan là chủ vườn chắc không dám đi chơi đâu. Đi đâu phải có người trông thay. Cái này kia gì anh? Đấy là kia HO. HO. Đây là cái phân gì đây anh? Đây là phân đài. Mình cho vào túi như này thì sau này mình bỏ nó đi, nếu mà nếu đơn giản hơn mà bao giờ mà nó cái phân này nó hoải hết ấy thì mình chỉ nhấc là mình rũ nó đi bỏ đi thôi, đúng không? Nó cái giá thể nó sẽ không bị ảnh hưởng, đúng không? Đấy, chứ còn nếu mình rắc trực tiếp vào thì nó rắc trực tiếp đến lúc mà mình xử lý thì mình lại xúc lại phải bỏ giá thể, xử lý giá thể. Thế cây này cây gì mà thân thủ khủng khiếp này? Cây này là cây mít tố đan mình. À, mít tố đan đây hả? Ôi, dòng thân thủ lá dã man. À, rồi vâng. Mít tố đan này, năm thân à, sáu thân, sáu thân, mỗi thân dài hơn mét rồi mà thân thủ khủng khiếp luôn. Wow, đây là cây hải dương, năm cánh trắng hải dương. Dạ. Ừ. Đấy, cái kiểu làm kỳ này là tôi thấy ở trong Đông La này có nhiều người làm kiểu này. Vâng. Là làm một cái khay cho rêu vào các bạn ạ. Cho rêu vào để nó giữ ẩm, xong thì buộc nó giữ nó theo cái thân này. Đây cũng chính là cái kỳ của phủ trì đây, đúng không anh? Vâng ạ. À,
Phú Trì. À. Như ki này thì bao tiền đấy? Tầm độ 8 triệu. Ồ, tôi chỉ dám đi quay thôi các bạn ạ, chứ còn những thứ này không dám sưu tầm đâu, bởi vì nghèo lắm các bạn ạ. Tâm Phương. À, xung quanh cái khu vực tôi đang đứng này ấy là có 5-6 cái vườn lan, mỗi vườn lan khoảng toàn cỡ khoảng 1000 mét luôn, 1000 mét, hơn 1000 mét các bạn. Nhưng mà đây là tôi đang đứng ở cái khu trung tâm ở giữa vườn, nó rộng khoảng 30 mét vuông thôi, chứ còn xung quanh kia là đều là các vườn lan hết, rộng mênh mông. Đông La này bây giờ tôi phải nói là số lượng vườn lan khủng khiếp thật đấy. Rốn lan của cả nước. Mọi người thì cũng rất nhiều người lo ngại về cái chuyện là nó lan nó bị thị trường nó bị bão hòa ấy. Thì quan điểm của anh sao anh? Nói chung là cái người chơi thì càng ngày càng đông, mà cái lượng lan thì nó chỉ có nhất định là chỉ có cái số lượng ở rừng khai thác về chỉ được cái số lượng như thế này thôi, mà bây giờ càng ngày càng cạn kiệt anh ạ. Nên cái đấy là cũng lo sợ. À. Nhưng mà em thấy là bởi vì cái nhân giống nó cũng quá dễ mà, nó rất nhanh mà anh. Dễ, nhưng mà nếu mà nuôi cái dòng phi điệp này thì hầu như là nếu mà không biết nuôi thì nó hỏng cũng nhiều. Tương đối số lượng khoảng phải mất 30-40%. Tức là chết lại chồng, chết lại chồng thôi, điệp khúc ấy. Wow, nhìn đã nhỉ. Nào ông chí có thích cây nào không? Thích thì thích lắm đúng không? Vâng, cái gì cũng thích. À, hồng mỹ nhân đây. Cây nhà mình đặt tên là gì? Cây chưa? À, chưa. Cây đấy em đặt tên là hồng Đông Na. Hồng Đông Na. Hồng Đông Na. Có cái gì nó là thật đặc biệt thì làm cái thương hiệu của mình. Ừ, Đông Na mình chỉ sổ ra quá nhiều hàng. Nhưng mà lại chưa có cái nào gọi là Đông Na. Tên nhà vườn tên hoặc nhà vườn. Là mọi con người hay đặt đặt một cái nó liên quan đến cái địa phương của mình đi cho nó ngày xưa ở trong này chơi có nghĩa là nuôi trồng những cái hàng thường, còn những cái hàng va này hầu như sổ ra là bán hết cho các anh em chơi bên ngoài, nên những cái tên là người ta mua đứt bản quyền là người ta đặt tên. Như hẳn như cái cây hồng triệu đô này cũng sổ ở Đông Nai. À, trời. Vâng. Sổ tại vườn của mình luôn đúng không? Không ạ, sổ với vườn thằng em ở bên kia. À, vườn của sổ cũng một khóm này là ở Đông Nai. Dần dần bán chủ nhượng cho mấy người ngoài Hà Nội với Hà Đông. À. Mọi người khai thác cái kỳ này siêu nhỉ. Ừ. Chết để đấy, cây nào. Chết để không bỏ một mắt nào luôn. Rồi. Đây là con giống của Hòa Bình chuẩn này. À, cái kẻ Hòa Bình đây đúng không? Thế ki của mình đâu? Ki của em đây, em là lá kẻ. À, ki hả? Dạ. Đấy, lá kẻ nhưng mà lá kẻ Hòa Bình. Lá kẻ Hòa Bình. Cái này kẻ cũng khá đậm ấy nhỉ, kẻ khá đậm đẹp. Kẻ khá đậm nhưng mà cũng hơi ít lắng anh ạ. Nếu như nhiều lắng là còn đẹp nữa. Kẻ này, lá kẻ này cũng đẹp đấy. Mà thân cũng đẹp, sọc cũng đẹp, sọc trên thân cũng đẹp. Nhưng mà cái này chưa sổ hoa đúng không? Cái này sổ hoa rồi ạ. À, sổ hoa rồi. Hoa có đâu ổn không? Hoa ổn, hoa rất là đẹp luôn anh ạ. À, hoa rất đẹp ạ. Cái này hiện tại Đông Na thì cũng có 4-5 nhà vườn còn giữ được cái con giống này. À. Dạ. Thì hoa cũng đã mấy nhà vườn được sổ hoa tại vườn rồi. À, giống này. Lá kẻ mê lắm, mê lá kẻ. Nó đặc sắc cái điểm gì ấy? Lá kẻ thì thực ra thì người ta chơi thân lá. À. Vì cái phi điệp này giống các cái giống này thì nó lá nó quanh năm. Vâng. Nó 10 tháng lá. Thì có sau này có khi nó rụng chỉ có một tháng hoa thôi. Thì chính vì thế cái lá kẻ với lá phát tài thì người ta chơi lá. À. Nhưng mà nếu mà cây nào mà vừa chơi lá đẹp như thế mà được cái mặt bông nó tuyệt vời nữa ấy, thì giá nó lại lên trời luôn, nó rất là đẹp. Hôm trước ở dưới Hải Phòng ấy nó có một cái cây kẻ, cây lá kẻ mà năm cánh trắng hay cái gì đấy, bệt năm cánh trắng gì, bệt mà 5 tỷ giao dịch. Đấy. Tại vì nếu mà kẻ bình thường thì đã nhiều người thích rồi, nhưng mà lại còn kẻ mà lại hoa lại đặc biệt nữa. Hoa đặc biệt nữa thì nhiều người thích. Rất là tuyệt vời.
Thực ra thì trong cái khu này là rất là nhiều. Tôi đi ra phía ngoài, tôi quay một vòng nhé các bạn. Ra ngoài quay một vòng để cho các bạn chiêm ngưỡng, bởi vì các bạn nhìn thấy này, nó gọi là nó hút mắt luôn này. Đấy. Và đây mới là một vườn nhá, còn xung quanh là còn 5 vườn nữa của toàn là kiểu anh em họ hàng của nhà mấy anh chị này thôi, đầu tư rất là lớn. Vâng, đây cái khu ươm ki này. Đều là chơi theo cái mô hình là quay tiếp. Đang quay thì có điện thoại quan trọng nên là phải dừng lại các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ quay tiếp. Đấy là cái vườn về các loại chậu ki. Ở đây là toàn dùng cái mô hình là cái này là bằng gỗ nhãn cắt thành thớt mỏng đúng không ạ? Vâng. Xong rồi khoét lỗ. À, đây là một cái cách ươm ki mà tôi thấy nó rất là thú vị này. Đấy, mình dùng cái mũi khoan, mình khoan xuống mỗi một cái thớt này. Cái thớt này anh cắt là nó dày bao nhiêu anh? Dày tầm độ 1.5 phân. Chỉ còn 2 phân thôi đâu. Vâng. 2 phân, 1.5 phân thôi. Xong rồi khoét lỗ, đặt nó lên chốc. Như vậy là khi mà ươm ki ấy, thì mình đặt cái khúc ki vào, xong rồi thít nó xuống, nó giữ cố định ở đấy. Cây nó rất là chắc chắn, xong nó ra rễ thì nó xuyên qua cái lỗ này xuống. Ở phía dưới thì gồm những cái gì anh? Dưới là lót một lớp xốp, xong xốp. Đến vỏ thông à, trên là vỏ thông nhỏ và rêu à, đấy. Đây cũng là một cái cách rất là hay. Tôi thật sự là đi thì mỗi một nhà vườn lại có một cái kinh nghiệm khác nhau các bạn. Đấy, mỗi nhà có một cái kinh nghiệm khác nhau trong cái việc là xử lý giá thể và ươm ki. Thì cái giá thể kiểu như thế này cũng là một cái hay, tức là dưới thì giữ ẩm tốt này, nhưng mà trên thì nó lại có một cái kiểu như là rất là cứng cáp chắc chắn để nó cố định cái ki, nên thân nó kể cả nó có gặp gió chứ cái thứ thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy, đây là ki năm thứ nhất mà lên như này cũng rất là đạt, thân thủ cũng là ngon lành. Tất cả những cái này đều giống của Hòa Bình hết hả anh? Giống Hòa Bình. Phi Điệp Hòa Bình. Phân lô thân theo khoang này từng giống nó để theo khoang theo ô. À, mỗi một ô này, mỗi một khoang này là một giống khác nhau. Mặt bông khác nhau. À, mặt bông khác nhau. Vâng. Nhưng mà anh không thấy anh đánh mã số hay để tên thì làm sao sao lại nhớ được? Có đấy. Nhưng mà có đợt trước là có để đánh dấu ở Viện Châu. À. Không biết đâu. Đây các bạn nhìn thấy không? Mênh mông. Mênh mông luôn. Đây là năm thứ 2 à anh? Vâng, hay năm nhất? Năm 2. À, năm 2. Cái lô này là cái lô nghĩa là năm nhất có được bán giống cho bà con rồi, còn một số dồn lại nó à. Hơi kém nhưng em đầu tư vào năm 2. Vâng. Vâng. À. Vườn em này mỗi năm sẽ làm mấy nghìn chậu giống này ra bán cho bà con làm giống chơi, xong rồi những cái giống mà nghĩa là nó hơi yếu thì mình sẽ bớt lại mình nuôi thêm. À, à. Thế nhưng mà nếu mà một chậu mà như này thì giờ khoảng bao tiền anh? Nó tầm tầm như con giống như ở đây thì tầm độ 700-800 nghìn một chậu này. 700-800 nghìn một chậu. Vâng. Tức là thực ra tính ra cũng chỉ khoảng độ 100 nghìn ki thôi. Vâng vâng. 100 nghìn, hơn 100 nghìn ki thôi. Ừ. Thì như thế thì cái người mà người ta mới chơi, người ta sưu tầm thì nó cũng rất là dễ. Vâng. Đúng không? Mà cái giá thì này là ổn định rồi thì về cái này là nuôi thôi, không phải. Thế thì anh có sử dụng Facebook hay cái gì không? Em có. Vâng, anh mở cái Facebook em giới thiệu cho mọi người xem nào. Tại vì để cho mọi người hỏi chứ không có mọi người lại nhắn tin em hỏi em vỡ đầu luôn. Nhiều khi cái nick Facebook của em là nick Facebook Trịnh Toàn. Vâng. Trịnh Toàn. Đâu ạ? Vâng. Anh mở ra. Trịnh Toàn. Đây nha các bạn. Đấy, nick Facebook của anh Toàn đây là Trịnh Toàn này. Vườn Lan Trịnh Toàn. Số điện thoại là 0904145055. Đấy. Vườn Lan Trịnh Toàn 0904445055. 0904145055. À, đấy một cách đọc khác nhé. 0904145055. Đấy, có nhiều cách đọc khác nhau. Nhưng mà các bạn cứ tóm lại là cứ có vườn lan Trịnh Toàn và số điện thoại các bạn có thể kết nối với anh Toàn để mà có thể chia sẻ giống, bởi vì tôi thấy là vườn thì rộng mênh mông mà lượng ki thì nó khổng lồ luôn, mỗi năm cả nghìn ki. Mà đây thì đa phần là các loại mặt hoa của Phi Điệp Hòa Bình rất là nhiều. Đấy, ki cũng có, năm 1 cũng có, năm 2 cũng có.
Rồi hàng va vấp thì như lúc nãy các bạn xem ở đầu video cũng đầy luôn ra. Đấy. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn luôn luôn có được sức khỏe, niềm vui và an ổn, an vui với việc chơi lan. Các bạn nhớ là chơi lan, đừng để lan nó chơi nhé.